Sau hơn 2 tháng thực hiện việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho thấy kết quả tốt rõ rệt, giảm thiểu tình trạng tắc đường, tai nạn giao thông và cải thiện hệ thống đèn giao thông, tạo ra môi trường giao thông an toàn và thuận tiện hơn cho người dân trong khu vực và các tuyến đường lân cận. Theo ghi nhận của phóng viên báo Giao thông, vào giờ cao điểm, người dân đã quen với việc bố trí tổ chức phân luồng giao thông mới tại nút giao Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm nên không còn xảy ra tình trạng lộn xộn như ngày đầu thí điểm. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện từ phía nút giao Mễ Trì, Lê Quang Đạo lên ngã tư Mễ Trì Phạm Hùng, đông đúc, có tình trạng ùn ứ nhẹ. Lực lượng chức năng đã có mặt tại ngã tư Mễ Trì Phạm Hùng để điều tiết giao thông nên các phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Về độ hiệu quả của cái tổ chức phân luồng giao thông mới thì tôi thấy là đã hiệu quả hơn về mặt giao thông ở trên ngã tư đấy. Người dân lúc di chuyển qua ngã tư ấy không bị tắc nghẽn, ùn tắc kéo dài như ngày trước. Bây giờ tổ chức giao thông theo hướng là tất cả phương tiện sẽ đi một chiều một hướng, sau là quay vòng lại. Giờ cao điểm thì hiện tượng tắc nghẽn với cả là phương tiện đan chéo vào nhau nó không còn, chỉ là đi chậm và theo điều tiết của lực lượng chức năng. Qua cái khung giờ cao điểm thì mọi giao thông sẽ trở lại bình thường. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thông báo phương án thí điểm điều chỉnh lại giao thông khu vực nút giao Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, quận Nam Từ Liêm được thực hiện từ ngày 28 tháng 11 năm 2022. Theo đó, các phương tiện đi thẳng sẽ không được đi thẳng theo hướng Mễ Trì, Châu Văn Liêm và ngược lại. Cụ thể, phương tiện đi từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm sẽ đi theo hướng rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại trước cổng cung văn hóa hữu nghị Việt Trung, sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm. Các phương tiện từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì theo hướng rẽ phải đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trước chung cư The Matrix One, sau đó rẽ phải đi Mễ Trì. Các phương tiện trên đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì, Châu Văn Liêm theo hướng đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở giải phân cách đối diện chung cư The Matrix One và trước cổng cung văn hóa hữu nghị Việt Trung. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là một trong những biện pháp mạnh mẽ của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực này.